chào chị nhé. Chị chào Hiền nhé. Vâng. Ủa năm nay nhà mình có cây nhãn sai quá, nhiều quả quá. Này cũng được mùa đấy chị ạ. Thì hôm nay chị cũng nhân tiện công ty cũng vừa gửi cho một phần quà rất xinh là chiếc kết xinh sang nhà mình tặng cho các cháu, và cũng như hôm trước chị hẹn với Hiền rồi ấy. Thì hôm nay sang để làm rõ hơn cái bản minh họa kế hoạch tài chính cho gia đình nhà mình mà hôm trước hai chị đã trao đổi với nhau. Em mời chị vào nhà uống nước. Dạo này công việc thế nào em? Vâng, công việc của em dạo này vẫn cứ đều đều ổn định như thế chị ạ. Lần trước có ghé vào thì thấy gia đình cũng đang có một cái trang trại gà ấy. Vâng. Cũng nhỡ nhỡ thì không biết là đợt này gà đã lớn sắp xuất từ trời em. À cũng sắp đến kỳ rồi chị ạ. Vâng. Thế là chuẩn bị cũng có một khoản khá khá đấy đúng không nhỉ? Vâng đấy, cũng chăm sóc một thời gian rồi, lần này cũng sắp đến kỳ thu hoạch rồi đấy. Cũng như lần trước thì đã đến với gia đình nhà mình rồi, hôm nay thì cũng có quay trở lại và cũng chị cũng có mang một món quà gửi tặng cho gia đình và hai cháu. Đây là một chiếc kết rất là xinh xắn của Bảo Việt Nhân Thọ thiết kế dùng tặng khách hàng. Và cũng là một vật dụng rất là cần thiết, hữu ích để cho gia đình nhà mình có thể tiết kiệm khoản tài chính rất là hợp lý chi phí hàng năm và tiết kiệm cho cháu một quỹ về sau này. Vâng, em thay mặt gia đình em cảm ơn chị và công ty ạ. Thật tình quá. Thì cũng như lần trước cũng đã chị em mình cũng đã đến và trao đổi với nhau rồi ý, thì cũng có gửi cho Hiền một bản kế hoạch tài chính theo nhu cầu của gia đình nhà mình. Lần trước mà đã gửi cho Hiền là Hiền thì cũng đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và tham gia tiết kiệm cho cháu lớn nhà mình một hợp đồng bảo hiểm để tiết kiệm sau này cho có cháu khi kết thúc 18 tuổi để vào giảng đường đại học. Lắng nghe những cái mà mình đã xem và có những cái điều gì còn băn khoăn này, lo lắng và muốn hỏi rõ hơn này, và để giải thích rõ hơn cái quyền lợi của nhà mình cụ thể chi tiết như thế nào. Gia đình nhà em thì em có hai cháu, nhưng trước mắt em muốn tham gia tiết kiệm cho cháu lớn trước, bởi vì năm nay cháu cũng bắt đầu vào lớp 2 rồi. Hiện tại bây giờ là con nhà em năm nay là 7 tuổi, nhưng mà em muốn tham gia một gói để đến đúng thời điểm con bước chân vào đại học. Thì không biết là cái gói của em như thế thì nó có kịp không chị, hay là phải đóng thêm một vài năm hay là lại trước thời hạn đấy? Câu hỏi của Hiền thì tức là Hiền cũng đang có cái vấn đề băn khoăn, bởi vì là chắc là cái thực trạng này là có một số anh chị đã gặp phải ở cái tình huống mà một số bên công ty nước ngoài đã tư vấn, là cũng trước đây có một số khách hàng phản ánh là khi tham gia hợp đồng mà khi kết thúc tuổi của con thì lại chưa được nhận về ngay mà lại phải để thêm một vài năm nữa, đúng không Hiền? Thì Hiền hoàn toàn yên tâm là với bản kế hoạch tài chính An Phát Hưng Gia mà Bảo Việt Nhân Thọ thiết kế và như chị đã thiết kế cụ thể cho gia đình nhà mình đang gửi đây ạ, thì sẽ hoàn toàn được đảm bảo đúng với cái số năm mà gia đình nhà mình tham gia cho cháu đến năm 18 tuổi. Thời gian đóng phí 15 năm thì đúng cái năm kết thúc hợp đồng, gia đình nhà mình sẽ được nhận được khoản tiền đó về và cho cháu vào trường đại học mà không cần phải để thêm một thời gian nào nữa cả. Trong hợp đồng bảo hiểm thì những quyền lợi của bên mua bảo hiểm thì em thấy có một cái quyền lợi bảo hiểm đó là được lựa chọn thay đổi thời hạn bảo hiểm. Là như thế nào chị nhỉ? Cái quyền lợi được lựa chọn thay đổi thời hạn bảo hiểm ấy, mà ở trong hợp đồng An Phát Hưng Gia nó rất là linh hoạt. Cho bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn. Giả sử là gia đình nhà chúng ta tham gia hợp đồng bảo hiểm cho cháu là 20 năm, nhưng mà vì cái điều kiện kinh tế và muốn rút ngắn thời gian xuống cho cháu thì hoàn toàn bên mua bảo hiểm có thể rút ngắn được thời gian xuống. Và khi mà có nhu cầu như vậy thì chỉ cần báo lại tư vấn viên, và tư vấn viên sẽ hướng dẫn gia đình nhà mình làm thủ tục những giấy tờ nào cần liên quan để làm thủ tục cho gia đình nhà mình. Dạ vâng, thế thì em yên tâm hơn phần nào rồi ạ. Thì đầu tiên Hiền có thể, đây chị sẽ gửi và sẽ chỉ cho chi tiết từng một chút, từng trang một hợp đồng cho Hiền nắm bắt được. Vâng. Bởi vì là có rất nhiều khách hàng ấy, thì khi tham gia ký kết hợp đồng với Bảo Việt Nhân Thọ hoặc là một với các tư vấn viên thì thường thường rất là lo lắng, băn khoăn, thắc mắc rằng là liệu rằng là sau này em ký hợp đồng với chị Thúy mà sau này chị Thúy chị nghỉ rồi hay là như thế nào đấy thì liệu cái hợp đồng của em sẽ ra sao ấy. Thì Hiền có thể nhìn vào cái trang đầu tiên của hợp đồng thì nó có đầy đủ thông tin về tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ và công ty Bảo Việt Nhân Thọ Sơn Tây. Và ở trên trang đầu tiên của cuốn tài liệu minh họa của mình đây có số điện thoại của tổng đài đây, 19005588 99. Và khi sau này trong quá trình tham gia hợp đồng nếu như có một cái điều gì đó còn băn khoăn thắc mắc về cái công tác phục vụ về cái hợp đồng của gia đình nhà mình thì Hiền có thể gọi điện thoại lên số tổng đài này và bấm nhánh số 4, Hiền có thể hỏi đáp và nhân viên tổng đài sẽ trực tổng đài và sẽ trả lời cho gia đình nhà mình. Và nếu như mà cuộc điện thoại của Hiền mà gọi vào trong cái khung giờ không phải giờ hành chính thì cái số điện thoại của mình sẽ được lưu lại trên hệ thống và ngày hôm sau thì tổng đài viên sẽ gọi lại cho gia đình nhà mình. Cho nên Hiền hoàn toàn có thể yên tâm. Đây chị cũng thiết kế cho cháu Hoàng Long nhà mình một sản phẩm có tên là An Phát Hưng Gia, và thời gian tiết kiệm cho cháu Hoàng Long là 20 năm và thời gian đóng phí cũng đồng nghĩa với thời gian tiết kiệm cho cháu cũng là 20 năm thời gian đóng phí, và phí tiết kiệm hàng năm cho cháu là 18 triệu đồng một năm và chia ra ngày là 50.000 đồng một ngày. Vậy thì với 50.000 đồng một ngày với sản phẩm An Phát Hưng Gia mà đang thiết kế cho cháu thì quyền lợi bảo hiểm ở đây sẽ bảo vệ chính cho người được bảo hiểm
chính là người con của mình thì có rất là nhiều quyền lợi. Cái quyền lợi rủi ro mà quyền lợi bảo hiểm, hợp đồng cho người được bảo hiểm lên tới 500 triệu đồng. Vậy nhưng mà ngoài cái quyền lợi bảo hiểm mà bảo vệ sinh mạng tính mạng cho người được bảo hiểm 500 triệu đồng đó thì còn rất nhiều quyền lợi đi kèm phía sau nữa. Cái quyền lợi thứ nhất đó, đó là cái quyền lợi chăm sóc y tế, sẽ được bảo vệ quyền lợi chăm sóc y tế cho cả mẹ và con. Chăm sóc y tế là 500.000 đồng một ngày. Nằm viện thông thường sẽ là 1 triệu một ngày. Nếu như không may người được bảo hiểm hoặc người tham gia bảo hiểm không may phải đi nằm khoa hồi sức tích cực, tức là nằm, mình nói nôm na là khoa cấp cứu, và tại các bệnh viện mà không phân tuyến. Đó là một quyền lợi rất là ưu việt và rất là mới mà được bổ sung vào kết hợp cùng với sản phẩm Aphat Hưng Ra. Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc y tế hay là bảo hiểm nhân thọ, nó có cái tên gọi là R19. Người được bảo hiểm chính là con mình là 500.000 đồng một ngày, và người mẹ cũng được hưởng là 500.000 đồng một ngày. Trong rằng quá trình 15 năm, 20 năm tôi không dám chắc rằng là tôi không ốm đau bao giờ và tôi không phải đi nằm viện bao giờ. Vậy thì tiết kiệm một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm 50.000 với bảo hiểm nhân thọ cả trong cả quá trình 20 năm đó, song song với quyền lợi tiết kiệm, tôi còn được hưởng cái quyền lợi chăm sóc y tế rất là tuyệt vời như vậy. Quyền lợi tiếp theo đó là quyền lợi trợ cấp phẫu thuật thì lên tới 500% số tiền bảo hiểm hỗ trợ cái ca phẫu thuật, đó là 2.500.000 đồng trên một ca phẫu thuật. Ngoài cái quyền lợi rủi ro chính ở trong sản phẩm này thì và người được bảo hiểm còn được bảo vệ thêm cái quyền lợi tử vong khi nằm viện lên tới 10 lần số tiền bảo hiểm, sẽ được hưởng thêm 5 triệu nếu như không may người được bảo hiểm phải đi nằm viện điều trị bệnh vì mà rủi ro tại bệnh viện. Quyền lợi tiếp theo đó là quyền lợi vận chuyển cấp cứu lên tới 1 triệu đồng trên một lần. Quyền lợi tiếp theo, quyền lợi bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thì đang được bảo vệ với số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng ạ. Đó là những quyền lợi dành cho người con của mình, chính là người được bảo hiểm. Bên cạnh đó thì người tham gia bảo hiểm chính là người mẹ, và ở đây chính là cụ thể là Hiền ấy, thì cũng sẽ được hưởng các quyền lợi kèm theo hợp đồng này. Quyền lợi dành cho bên mua bảo hiểm, quyền lợi thứ nhất đó là cũng là quyền lợi chăm sóc y tế. Giống như người con của mình thì Hiền cũng được hỗ trợ quyền lợi ngày nằm viện lên tới 500.000 đồng một ngày nằm viện thông thường, và 1 triệu đồng trên một ngày nằm viện nếu như không may phải nằm khoa hồi sức tích cực. Và quyền lợi trợ cấp phẫu thuật thì cũng được hưởng như con của mình luôn, cũng được hưởng là 500% số tiền bảo hiểm, tức là 2 triệu rưỡi trên cái ca phẫu thuật đó được hỗ trợ vào. Quyền lợi vận chuyển xe cấp cứu tối đa là 1 triệu đồng trên một lần di chuyển xe cấp cứu. Và có một cái quyền lợi mà rất là đặc biệt, trong tất cả quá trình không có năm nào phải thanh toán đến cái quyền lợi, cụ thể là quyền lợi hỗ trợ chăm sóc y tế này ạ. Bảo vệ nhân thọ sẽ có một khoản thưởng ạ, thưởng trong một định kỳ đóng phí bảo hiểm trong kỳ xét thưởng 8 năm. Tức là tham gia được 8 năm rồi sau đó sẽ xét cho khách hàng. Cái quyền lợi mà rất đặc biệt dành cho bên mua bảo hiểm chính là người mẹ ấy, đó là quyền lợi miễn nộp phí. Đây là một quyền lợi rất là tuyệt vời, bởi vì là rất nhiều khách hàng tham gia thì cũng rất là lo lắng là giờ tôi tham gia tiết kiệm cho con nhưng không may sau đó liệu rằng có vấn đề gì thì cái hợp đồng của con tôi sẽ như thế nào, ai sẽ là người đóng phí tiếp tục cho con. Với sản phẩm Aphat Hưng Ra của Bảo vệ Nhân Thọ, quyền lợi miễn nộp phí, tức là bên mua bảo hiểm sẽ được bảo vệ nếu như không may xảy ra tình huống, thứ nhất là tình huống rủi ro tử vong, tình huống thứ hai là thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, hợp đồng của con sẽ được miễn đóng phí toàn bộ hợp đồng chính các năm tiếp theo khi sự kiện bảo hiểm sẽ rủi ro xảy ra và được bảo vệ nhân thọ chấp thuận, thì sau đó hợp đồng đó sẽ không phải đóng phí nữa và con của mình vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm cho đến khi kết thúc hợp đồng. Quyền lợi tử vong khi nằm viện cũng được hưởng 10 lần số tiền bảo hiểm, tức là trong hợp đồng của chúng ta cụ thể cũng là 5 triệu đồng nếu như không may là tử vong do nằm viện. Trên đây là chị đã nói đến với Hiền là những cái quyền lợi về y tế. Quyền lợi bảo vệ thì như thế nào? Trong cái hợp đồng của mình thiết kế 50.000 đồng một ngày này, người được bảo hiểm đang được bảo vệ sinh mạng, tính mạng nếu như không may xảy đến rủi ro xảy ra. Rủi ro là sẽ có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân rủi ro do tai nạn. Người được bảo hiểm đang được bảo vệ sinh mạng, tính mạng là 500 triệu đồng. Và cái nguyên nhân rủi ro do tai nạn thì thời gian chờ là sau 24 giờ đồng hồ kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng với bảo vệ nhân thọ. Quyền lợi rủi ro do ốm đau bệnh tật cũng là 500 triệu đồng. Ở trong sản phẩm Aphat Hưng Ra thì thời gian chờ sẽ là 12 tháng. Đấy, cái quyền lợi rủi ro đối với bên mua bảo hiểm thì ở trong này bên mua bảo hiểm đang được thiết kế quyền lợi bảo hiểm đi kèm, đó chính là quyền lợi bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn. Thì ở đây bên mua bảo hiểm đang được bảo vệ là 200 triệu đồng. Mục đích của chúng ta tham gia là vẫn mong muốn vừa được bảo vệ nhưng chủ yếu là tiết kiệm và dành cho cháu một khoản sau này khi cháu bước chân vào giảng đường đại học, thì đó chính là quyền lợi đáo hạn. Quyền lợi đáo hạn thì Hiền có thể nhìn vào đây. Trong quá trình suốt cả 20 năm đó, gia đình nhà mình đóng phí tiết kiệm vào bảo vệ nhân thọ là 300 triệu đồng. Ở đây bảo vệ nhân thọ đang thiết kế với lãi suất minh họa dự kiến 6,5%, thì số tiền mà mình tiết kiệm cho con đến năm 18 tuổi là 543 triệu đồng. Đây là một khoản tài chính rất là tuyệt vời. Thực ra tham gia bảo hiểm thì cũng như chị đã nói rồi, cũng không ai mong muốn mình xảy ra rủi ro. Cái mình quan trọng đấy là cái tiền sau này
là cái tiền tiết kiệm để cho con bước chân vào cổng trường đại học. Với cái bản thiết kế hợp đồng của chị này thì em cũng thấy hợp lý và cũng đúng như cái nhu cầu nguyện vọng của em. Chị đang thiết kế cho Hiền ở đây đó chính là cái quyền lợi miễn nộp phí tối đa lên tới 297,6 triệu đồng. À, một quyền lợi rất là đặc biệt. Toàn bộ cái số tiền tích lũy này sẽ được dành cho con lên tới là 543,8 triệu đồng với lãi suất dự kiến là 6,5%. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời và quan trọng nhất là bản thân mình là những người mẹ có thể hoàn toàn yên tâm là cho dù có xảy ra bất cứ vào hoàn cảnh nào thì con của mình vẫn có đủ điều kiện và đủ tài chính để tiếp nối tương lai của các cháu. Thế ví dụ như thế là em tham gia được, em thời hạn của em là 20 năm, nhưng em tham gia đến năm thứ 10 hoặc thứ 12 chẳng hạn, nhưng khi đấy kinh tế khó khăn quá, em có thể tạm dừng được không ạ? Thì hoàn toàn được, bảo vì Nhân Thọ rất là linh hoạt trong cái khoản quyền lợi. Bên mua bảo hiểm có thể tạm ngừng đóng phí ở trang số 2 của hợp đồng. Hiền hoàn toàn yên tâm là trong tình huống nào thì gia đình nhà mình cũng có cách giải quyết, và bảo vì Nhân Thọ đã giải thích rất là đầy đủ trong hợp đồng nhà mình. Thời điểm bây giờ em tham gia cho cháu 1 năm là 18 triệu. Thế nhưng một vài ba năm sau khi kinh tế phát triển, em muốn cũng hợp đồng này, nhưng em muốn sau này cái quyền lợi đáo hạn nó còn nhiều hơn, em muốn đóng thêm ý. Thế mới là cái khoản phí em đóng thêm như vậy thì có được chấp nhận không ạ? Đó là một điều rất là tuyệt vời và bảo vệ Nhân Thọ hoàn toàn có thể thiết kế cho Hiền tham gia hợp đồng này. Đây là hợp đồng chính mà chị đang thiết kế cho Hiền. Sau này nếu như giả sử một vài năm nữa Hiền dư giả kinh tế và Hiền muốn rằng là gửi thêm vào để lấy cái số tiền tiết kiệm cho con được nhiều hơn nữa thì hoàn toàn có thể đóng thêm, là một khoản phí đóng thêm. Và lúc đó thì chị sẽ hướng dẫn Hiền làm thủ tục phí đóng thêm để gia tăng quyền lợi tích lũy cho hợp đồng nhà mình. Cái quá trình mà em đáo hạn ấy thì thủ tục có đơn giản hay là em có phải đi đâu đi xa xôi hay là không lấy được cái thế nào không chị? Em lo lắm. Hiền hoàn toàn yên tâm là ở Bảo Việt Nhân Thọ thì cái thứ nhất là luôn luôn có các tư vấn viên phục vụ chăm sóc gia đình nhà mình, và cái đến cái thời điểm mà hợp đồng của gia đình nhà mình đáo hạn thì sẽ có người tư vấn viên quản lý hợp đồng tại thời điểm đó đến hướng dẫn gia đình nhà mình làm thủ tục tại gia đình nhà mình. Gia đình nhà mình không phải đi đâu hết ạ. Họ yêu cầu cung cấp giấy tờ hợp đồng gốc biên lai thu tiền để họ đi làm thủ tục, và tiền thì cũng sẽ mang tới tận gia đình, trao tay cho gia đình. Không phải lo lắng rằng là tôi phải đi làm cái nọ, tôi phải đi xin cái kia mới lấy được quyền lợi đáo hạn của nhà mình về. Cái điều quan trọng nhất ấy mà để cho hợp đồng của chúng ta thông suốt là doanh nghiệp bảo hiểm cam kết thì bên mua bảo hiểm cũng cam kết là trong quá trình hàng năm tôi cam kết đóng đúng, đóng đủ định kỳ đóng phí và không bỏ, không nợ phí, thì hợp đồng của nhà mình sẽ chuẩn chỉ theo những cái gì mà Bảo Việt Nhân Thọ sẽ công bố hàng năm. Nhưng giả dụ như đến năm thứ 15, thứ 16 của hợp đồng em cần một khoản tiền để làm một cái việc gì đấy cho con mình thì em có thể rút được không chị? Cũng ở trang số 2 của bản minh họa có quyền lợi dành cho bên mua bảo hiểm là quyền lợi rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng. Giả sử như đến thời điểm đó giá trị tài khoản hợp đồng của nhà Hiền đang là 200 triệu và Hiền muốn rút 50 triệu hay 100 triệu về để trang trải cái chi phí của gia đình nhà mình rút trước về, nhưng cái quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng của mình thì vẫn giữ nguyên và không ảnh hưởng gì đến số tiền mình đã rút. Đó là một điều rất là tuyệt vời trong hợp đồng của Bảo Việt Nhân Thọ. Những cái quyền lợi nằm viện, những cái quyền lợi rủi ro, tất cả những quyền lợi mà chị vừa phân tích ở phía trước cho Hiền hoàn toàn vẫn được giữ nguyên mà không ảnh hưởng gì đến quyền lợi rút trước hợp đồng. Thế đó là điều rất là tuyệt vời. Hiền hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng ạ. Thì bây giờ em không muốn rút mà em muốn tạm ứng thì có được không chị? Em có phải chịu lãi suất không ạ? Tất cả những cái gì mà Hiền đang hỏi hầu như trong hợp đồng Bảo Việt Hiệt Nhân Thọ đều có đây. Có quyền tạm ứng từ giá trị giải ước, chính là giá trị hoàn lại trong hợp đồng của mình tại thời điểm mình muốn tạm ứng. Và tất nhiên rằng là khi mình tạm ứng thì nó cũng sẽ có quy định là khách hàng chỉ được phép tạm ứng tối đa là 80% giá trị giải ước của mình, tức là mình gần như là tạm ứng mình vay á. Và tất nhiên là sẽ có chịu lãi suất theo quy định thực tế của Bảo Việt Nhân Thọ tại thời điểm đó. Và sau này nếu như mà gia đình có kinh tế trở lại thì hoàn toàn có thể trả lại khoản đó vào cho Bảo Việt Nhân Thọ để hợp đồng của nhà mình tiếp tục duy trì, đảm bảo quyền lợi hợp đồng đáo hạn sau này. Những cái điều mà em băn khoăn thắc mắc ở trong cái hợp đồng của em mua cho cháu thì chị cũng đã giáp cho em để em được thông suốt rồi. Bây giờ em cũng muốn ký luôn hợp đồng này được không chị? Điều đó thì hoàn toàn rất là tuyệt vời, và phần quà là chiếc kết xinh xắn này hôm nay đã phát huy giá trị đúng không Hiền? Vậy thì bây giờ chị sẽ chốt lại phương án với Hiền để thiết kế cho gia đình nhà mình một bản hợp đồng hoàn chỉnh. Thì Hiền sẽ kiểm tra lại những cái thông tin chị chốt lại. Đây là Hiền bây giờ đang muốn là tham gia đây, cháu chọn quyền lợi bảo hiểm tử vong là 500 triệu đồng và lựa chọn quyền lợi là rút trước một phần giá trị tài khoản hợp đồng như Hiền vừa mới hỏi. Phí bảo hiểm định kỳ kèm với phí sản phẩm bổ trợ nhà mình tiết kiệm một năm là 18.277.655 đồng một năm, và thời hạn bảo hiểm gia đình nhà mình lựa chọn là 20 năm và lựa chọn là thời gian đóng phí bằng với thời hạn bảo hiểm. Và quyền lợi kết hợp vào với bên mua bảo hiểm thì sẽ được kết hợp quyền lợi
miễn nộp phí bảo hiểm và quyền lợi chăm sóc y tế. Quyền lợi đối với người được bảo hiểm sẽ có quyền lợi tử vong, quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, quyền lợi chăm sóc y tế. Và đến năm 18 tuổi thì số tiền này sẽ lên đến hơn 522 triệu đồng để gia đình cho cháu tiếp tục những ước mơ dự định trong tương lai. Và đó là phương án chốt, và chị sẽ thiết kế lại hợp đồng cụ thể theo những cái gì mà vừa mới chốt lại với Hiền. Vâng. Và sẽ ký kết bảo vệ luôn cho cháu và tiết kiệm luôn cho cháu ngay từ ngày hôm nay. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Ôi chị ơi, để công nghệ mới hả chị? À đúng rồi Hiền, bây giờ là thời đại công nghệ 4.0 nên bảo Việt Nhân Thọ thì luôn luôn đi theo xu hướng phát triển mới của công nghệ mới. Đây chính là phần ký điện tử online dành cho khách hàng, mà khách hàng không phải lo lắng như ngày xưa cách đây 5-6 năm để khách hàng ngồi phải viết từng dòng, từng chữ đúng không ạ? Và chỉ cần ký một chữ ký trên bảng điện tử là hợp đồng của nhà mình đã được chuyển giao lên đến tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ luôn rồi ạ. Vâng. Hiền sẽ ký vào chỗ này cho chị. Vâng ạ, em ký nhé. Cảm ơn Hiền nhé, và chúc mừng Hiền đã bảo vệ thành công, tiết kiệm một khoản tiền cho gia đình con nhà mình.